Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đáng ghét, chỉ là một loài người nhỏ bé lại có thể chiến đấu đến mức độ như vậy với ta. Nóng quá, để ta đến giúp người. Với sức mạnh của ta, không thể nào kéo dài được bao lâu. Vạn ma yêu linh, trận khởi động rồi. Hả, chạy rồi ư? Đuổi theo cho ta. Yêu thú lớn thật, đừng nhìn nữa. Nhanh đi mật đạo đến phủ thành chủ. Đáng ghét, đây là trận pháp gì vậy? À, đây là yêu ninh, nhiều thật, có cả hàng vạn con, khốn kiếp. Sao lại giết không hết được vậy? Lực cười, lại dám dùng yêu ninh để đối phó với chúng ta. Ta sẽ để cho ngươi mở mang tầm mắt với thực lực thật sự của yêu thú.